mà đặc biệt là chúng ta thấy là cái dịch bệnh COVID năm 2019 nó tác động rất lớn đến kinh tế Việt Nam chúng ta trong những tháng đầu năm. Và các bạn biết là cái theo Bộ Khoa Đầu Tư ấy, họ đánh giá sơ bộ sơ sơ lược về cái tác động của ảnh hưởng của dịch bệnh này đó, thì cái kịch bản về phát triển kinh tế Việt Nam chúng ta trong năm 2020 sẽ có những kịch bản. Đó là kịch bản chúng ta kiểm soát được trong quý 1, mà các bạn biết bây giờ là ngày 24 tháng 3 rồi, hầu như là chúng ta hết cái quý 1 rồi đấy, thì chúng ta vẫn chưa kiểm soát được. Thì khả năng mà chúng ta đạt được cái kịch bản đầu tiên thì không có, đúng không ạ? Tuy nhiên mình cho các bạn những cái số liệu để các bạn tham khảo. Đó là nếu mà chúng ta kiểm soát được dịch bệnh trong quý 1 như vậy á, thì tốc độ tăng trưởng GDP của năm nay á, chúng ta dự kiến tăng trưởng là 6,27%. Còn với cái bảng thứ hai là chúng ta kiểm soát được trong quý 2. Trong quý 2 thì cái tăng trưởng GDP của Việt Nam chúng ta là đạt 6,09%. 6,09%. Thì rất hy vọng là chúng ta trong năm 2020 này chúng ta cái dịch bệnh này chúng ta sẽ kiểm soát được trong quý 2. Đó là những cái mục tiêu mà nó rất là mong muốn, và chắc chắn là cái con số mà tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong năm 2020 là chúng ta sẽ rất khó đạt được con số ban đầu đề ra là 6,8%. Đó là cái dự báo về kinh tế. Vì vậy thể hiểu rõ hơn dự báo kinh tế là chúng ta đi nghiên cứu những cái khuynh hướng, những cái quá trình vận động về kinh tế, ví dụ như là cái tốc độ tăng trưởng kinh tế hay là sụt giảm của nền kinh tế, các cái yếu tố cấu thành nền kinh tế đó, ví dụ tỷ lệ đóng góp của các ngành nông nghiệp, công nghiệp, nông lâm thủy sản, dịch vụ ở trong nền kinh tế, cũng như là những cái tác động của các cái yếu tố đến nền kinh tế đó, ví dụ như là cái chính trị, đặc biệt chúng ta thấy là cái ví dụ là về cái chiến tranh thương mại của Mỹ Trung từ năm 2018 đến năm 2019, nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế của hai nước cũng như là nền kinh tế của thế giới. Cũng như là những cái xung đột về chính trị ở cái vùng Trung Đông đều ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế, đặc biệt là trong năm 2020 này chúng ta thấy cái tác động rất lớn của ngành của cái dịch bệnh COVID này, nó ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế Việt Nam chúng ta cũng như trên thế giới. Và dự báo rằng tốc độ tăng trưởng kinh tế của thế giới chúng ta năm nay chỉ đạt được khoảng từ 2 đến 3% một năm mà thôi. Đó là những cái chỉ số mà rất là bi quan về tốc độ phát triển kinh tế của thế giới trong năm 2020. Và ngoài ra, cái đối tượng dự báo kinh tế chúng ta là gì? Là mối quan hệ kinh tế đối ngoại dựa trên những triển vọng phát triển kinh tế khu vực và thế giới, cũng như là phân bổ sản xuất công nghiệp, nông nghiệp trong các vùng kinh tế. Thì cái này chúng ta thầy đã vừa nói là sự phân bổ cái ngành sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ trong các vùng kinh tế. Và các bạn thấy là những cái triển vọng phát triển kinh tế khu vực thế giới, ví dụ như là chúng ta nếu bỏ qua cái yếu tố về dịch bệnh trong năm 2020 này á, thì ta thấy là cái Việt Nam chúng ta là một trong những nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh nhất trên thế giới, và có những cái tổ chức ví dụ như là World Bank, IMF, IDB họ dự báo rằng tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam chúng ta trong 10 năm nữa chúng ta luôn luôn duy trì được trên mức là 6 đến 6,5 đến 6,8%. Và Việt Nam đang nằm trong một cái khu vực ASEAN rất là năng động về kinh tế, đúng không ạ? Và vùng ASEAN là một trong những cái nơi mà những cái vùng khu vực mà có cái tiềm lực về kinh tế rất lớn. Và đặc biệt là chúng ta Việt Nam chúng ta cũng chủ động hội nhập với thế giới bằng cách tham gia các cái hiệp định thương mại tự do song phương hoặc đa phương thương mại giữa ASEAN Trung Quốc, ASEAN Nhật Bản, ASEAN Hàn Quốc, cũng như là chúng ta ký được những hiệp định thương mại song phương vừa được thông qua, ví dụ như là Việt Nam với EU, Việt Nam Hoa Kỳ vân vân. Thì đó là những cái triển vọng rất là lớn của kinh tế Việt Nam trong cái bức tranh phát triển kinh tế chung của toàn thế giới. Vì vậy nên chúng ta hiểu cái khái niệm về dự báo kinh tế ở đây. Vì vậy thông qua cái khái niệm của kinh tế này thì chúng ta cũng có thể hiểu được cái lý thuyết dự báo kinh tế là gì, là chúng ta nghiên cứu về những cái học thuyết, những cái mô hình, các phương pháp để nghiên cứu những cái khuynh hướng, cái vận động phát triển của nền kinh tế cũng như là các yếu tố cấu thành nên cái nền kinh tế đó, đúng không? Và đó là cái kinh tế vĩ mô. Còn nếu chúng ta hiểu đến kinh tế vi mô là cái quá trình vận động phát triển của
doanh nghiệp, về kinh doanh, về doanh thu, chi phí, lợi nhuận của doanh nghiệp, cũng như các cái nhóm ngành vân vân. Đó là cái dự báo về kinh tế.